Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình giả bộ thử lòng vợ mình xem là mình nói là mình sẽ lụm được cái dây chuyền này ở ngoài ngoài đường lúc mình đi về để xem phản ứng của vợ mình như thế nào. Và bây giờ mình xuống mình thử lòng coi sao nè. Thử lòng gái xinh nhập được cô rơi xem phản ứng nó như thế nào. Mọi người theo dõi nha. Em mới nhặt được cái dây chuyền. Hả? Mới nhặt được cái dây chuyền. Mua hả? Mới nhặt được á. Nãy đi về nhặt được á. Dây mới mà. Có phải vàng thật không? Nãy mới mua mà. Mới nhặt được á. Mua đâu tiền đâu làm mua. Sao? Giờ sao? Nhặt ngoài đường đó, nãy đi về nhặt được á. Có trả lại không? Mày biết nào mà trả? Giờ báo công an. Dây này chắc mấy chỉ á. Mày làm giả, giả tên nhờ. Kiểm tra kỹ lại coi. Cái mặt nó bằng ngà voi đó. Ngà gì mà ngà? Đá mà. Đá mà đá. Dạ nhẹ à. Quay lại đi làm bằng chứng báo công an chứ không thì người ta là cứu mình ăn cắp gì đó. Đứt đi rồi. Nhưng mà đó có chỗ nào mở đâu? Thôi không có. Này sao? Mang lên một công an á. Đi. Đấy, hai vợ chồng đi. Anh nhặt mang một tí em nhặt ở đâu? Hả? Hay thôi im luôn. Hả? Hay thôi giữ luôn. Cái mang lên trình ấy đấy ai có xin thì xin. Thôi giữ luôn đi. Này cắt đi. Này, cắt đi. Thôi, cái đó mày lừa đảo mẹ ơi. Này, thôi cắt đi, cắt đi chứ. Đây cái cỡ biết qua ai đâu. Hãy đi xe về chỗ cái rãnh nước kia đi qua cái thế ống dừng xe lại. Rãnh nước nào? Chỗ cái rau muống á. Cái đường đi phía trong á. Mượn đất mượn qua thì. Mượn cái gì? Đâu ai cho tự dưng ai cho mượn? Ta biết mượn về lừa vợ thế. Lừa gì mà lừa? Đó. Em đi kiểm tra đó. Tra gì? Nó rớt là nó phải bẩn nha, cái này là nó đang làm sạch cái mới nó, nha. Nó kiểu gần cái rãnh nước thì anh phải rửa đi chứ ai để vậy mà cầm bó túi. Mượn của ai về chôn vợ. Nè, đêm quá hàng. Đêm quá hàng. Đó, không tin nhỉ? Ừ, không tin. Phải đời một đời mà nhặt được vàng nó dễ như vậy. Thì... anh nhặt được tắt nó một khối để nó nhặt một cây như vậy. Người ta làm rớt thì nguyên cái chuyện bình thường như giờ người ta đi người ta làm rớt thì sao? Vứt ở đâu? Dễ thì vứt. Chứ giờ nhiều người ta cũng lặt người ta dụng đi rơi rớt ngoài đường người ta lụm cá bọc tiền thì sao? Thôi đi bố ạ. Đó nhìn ngay mượn của ai? Anh nói thiệt đó. Bằng thật đó. 100% luôn. Nhưng mà cái này là anh mới mua. Mua đâu ra mà mua ngu chứ. Mua nó phải trắng chứ từng cái đó là nó đục đục rồi mà. Mà quá tiền đâu mà mua. Bởi vậy. Không tin nhỉ. Em không tin anh à? Tin là giờ cái mặt anh ra. Thì giờ lụm được cuối rơi thì giờ mặt cứng gian chứ rồi sao? Thì giờ lụm được cuối rơi thì giờ mặt cứng gian chứ rồi sao? Này vàng giả rất nhẹ nhẹ. Hầm lắm, vàng giả thì nó đeo nó cũ, nó phải mài, nó phải mòn đi chứ, nó trắng rồi chứ. Thì này tới đấy mà. Cái đó nó không phải là vàng ta mà là vàng 24K. À, 24. Dạ con. Nó lại bằng ống ấy mà, cái đó ba chỉ đó. Ba chỉ, mạng không được ba chỉ. Thôi cái dây chuyền đấy mà. Cái này nó nặng đấy, cái mạng, cái dây nó nhẹ không. Thế buồn cười, cái đó hơn chứ là sao lại ba chỉ được, ba chỉ sao đánh cái dây đó được. Chờ anh quay này làm bằng chứng. Bằng chứng cái gì, tôi có lấy đâu bằng chứng. Bố xin. Thì đi rồi đi cả vợ hai vợ chồng lên. Giờ biết đâu được. Không, tôi không đi. Hai nhà này lên, anh mang lên. Dạ,
tiêu thụ của gian là bây giờ người ta biết đâu được, người ta cứ đổ thừa mình là tiêu thụ của gian thì sao? Tôi không tiêu thụ, tôi không nhập. Bây giờ em cũng là vợ anh thì giờ biết sao được? Không biết sao? Thôi anh sợ là không đi. Chứ là nó đâu biết đâu, giờ nó giữ anh cho nó là sao? Bây giờ mình nhận được, tự nhiên mình mang lên mình khai báo, tự nhiên lại giam làm sao mà thì sao? Thì tự nhiên nó cũng cần biết, nó cái giam đó nó bắt mình phải điều tra đó chứ. Điều tra cái gì, thì tại cục báo bây giờ công dân mà cứ mang lên đi trả lại đồ rơi thì các ông cứ giam. Thì nó cũng vẫn phải lấy bằng chứng rồi nó ấy xong rồi xong xuôi nó mới cho về. Chứ nó đâu có phải lên cái là cho về đâu. Khi nào mà mình không lên trả mà họ tìm tới mình ấy, thì họ mới có quyền mình cái tội này kia. Chứ tự nhiên bây giờ mình mang lên mình đi trình báo như vậy đi giam tôi, như vậy thôi mà chả ai đi trình báo để mà dùng. Thôi đây dùng nha, không có trình báo này. Không, thế thôi anh nhặt tội anh xử lý em không biết. Thì cùng đồng phạm với nhau mà lại không biết. Tiêu thụ của gian là đồng phạm với nhau chứ gì nữa. Không biết. Đồng phạm với nhau đó. Không đụng chạm gì nhá. Không biết. Không biết. Không biết cái gì? Không nhặt đồ, không lấy không biết. Không có làm gì anh làm. Anh cứ khai em là đồng phạm với nhau, có gì đi thì hai vợ chồng cùng đi. Sáng giờ tới nhà hai con đồng phạm gì? Thì hai vợ chồng cùng đi đồng phạm này đó, bằng chứng, nhân chứng, vật chứng nè. Đâu, sợ đâu bằng chứng. Nãy giờ cầm, nãy giờ thì thấy thì xem mình nhìn thì thôi. Sáng giờ hai cũng cũng có lòng tham, có ý gian cho nên nãy giờ cứ cầm tới cầm lui, sờ tới sờ lui, nắn nót rồi còn kêu cái gì nữa mà kêu. Không biết. Tính là lừa con vợ mình xem là nhặt cái tờ rơi. À, phản ứng nó như thế nào mà không lừa được các bạn. Vẫn bắt kiếm bắt nghi. Các bạn kiếm chơi chiêu mới thôi. Thì kiếm những chiêu khác thôi. Các bạn có những chiêu nào hay thì comment ý kiến góp ý cho mình nha. Mình sẽ thử xem là phản ứng nó như thế nào nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nhớ like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.